Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 20 tháng 4, 2023, giá gạo đi ngang. Giá gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sau khi điều chỉnh giảm vào hôm qua. Theo các doanh nghiệp, hôm nay lượng gạo về ít, giá gạo các loại giảm, kho mua yếu. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang đi ngang. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3 2023, cả nước xuất khẩu 961.608 tấn gạo, tương đương 509 triệu đô, tăng 81% về lượng, tăng 93,6% về kim ngạch, tăng 7% về giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 3 2023, xuất khẩu gạo sang Philippines tăng mạnh 79,7% về lượng, tăng 74,9% về kim ngạch so với tháng 2 2023, đạt 491.279 tấn, tương đương 245,74 triệu đô. Lũy kế quý 1 2023, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 1,85 triệu tấn, tương đương gần 982 triệu đô, tăng 23,4% về lượng, tăng 34,3% về kim ngạch so với quý 1 2022. Giá xuất khẩu trung bình đạt 529 đô trên tấn, tăng 8,8%. Giá tham khảo hôm nay tại Sa Đéc 504 gạo lứt 9.400 đến 9.500, gạo trắng 10.700 đến 10.800, 380 gạo lứt 9.500 đến 9.600, gạo trắng 10.700, 5451 gạo lứt 9.600 đến 9.800, gạo trắng 11.500 đến 11.600, OM 18 Đài Thơm 8 gạo lứt 10.100 đến 10.200, gạo trắng 11.700 đến 11.900. Tại khu vực Cái Bè 504 gạo lứt 9.500 đến 9.600, gạo trắng 10.800 đến 10.900. 5451 gạo lứt 9.900 đến 10.000, gạo trắng 11.600 đến 11.800. OM 18 Đài Thơm 8 gạo lứt 10.100 đến 10.350 đồng, gạo trắng 11.900 đến 12.300. Hàm Châu 95 giá từ 10.400 đến 10.500 đồng. Tại Cần Thơ, gạo lứt các loại 504 9.350 đồng đến 9.450 đồng, 5451 9.550 đồng đến 9.650 đồng. Đài Thơm 8 OM 18 có giá từ 10.000 đến 10.100 đồng. Tại Lập Vò, gạo lứt các loại 504 9.400 đến 9.500, 5451 9.550 đồng đến 9.700, Đài Thơm 8 OM 18 9.900 đến 10.100 đồng. Giá sẽ chênh lệch tùy nơi, tùy chất lượng và ẩm độ nữa nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe và may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.